ta cứ đi băng qua lửa đang hiểm nguy, ta thờ gì là quê hương đồng trong nguy, đất lửa hoa hồng là đất chất Củ Chi, đồng nguy thân hồng màu những chiếc quá khứ. Người dân Củ Chi với lòng nhiệt huyết của tinh thần yêu nước đã tạo nên cho mình một sức sống bền bỉ trước làn đạn của kẻ thù, làm nên những điều kỳ diệu cả trong chiến đấu và xây dựng hòa bình. Ngày nay, trên mảnh đất được đổi bằng những hy sinh của cha ông, người dân đất thép tiếp tục xây dựng và phát triển. Trái ngược với không khí tấp nập ở trung tâm, vùng ngoại ô Củ Chi bình yên, vắng vẻ như một vùng quê đích thực. Được mẹ thiên nhiên ưu ái với mưa thuận gió hòa, cây trái tốt tươi, mùa màng thường sẽ thuận lợi. Nên chăng, người dân sống rất tình cảm và phóng khoáng. Bất cứ ngành nghề gì, hay vị trí nào cũng thật đáng quý khi lao động. Họ chăm chỉ dù ngày nắng hay mưa, là ban đêm hay ban ngày. Vẫn không quên dành cho mình chút thú vui dân dã như câu cá, đạp xe, rồi tận hưởng bầu không khí trong lành ngay tại một thành phố lớn. Mà nhắc tới đi câu, đôi khi mục tiêu không phải luôn là con cá, mà còn là thời gian để suy tư. Khoảng trời yên bình không phiền nhiễu hay lo toan, họ thư giãn bằng khoảnh khắc này. Lặng nhìn vào thời gian, thấy cuộc sống yên bình lắm.